Này là cái con iPhone 7 nè, nhìn thì nó khá là bình thường, nhưng mà khi con mình mở menu lên nè, đó các bạn thấy không? Nó tùy biến nha, đồng hồ nó nhảy cờ tưng khá là đẹp. Rồi vô cái menu chính nè, mình quẹt quẹt nó sẽ có những cái hình sáng ốc nha các bạn. Rồi thấy không? Chưa hết nè, chưa hết đâu. Rồi mình vô cái cài đặt nè. Đó nó sẽ đó những cái hình nền ẩn nè. Cái giao diện mà mình tùy biến á, nó ẩn dưới cái tác dụng của mình. Các bạn thấy đẹp không? Cái này là iPhone 7 15.7.5. Thì hôm nay mình tiến hành hướng dẫn các bạn là mình làm những cái Alo, xin chào các bạn. Này là cái iPhone 7, 7 thường thôi. Máy này mình đã tiến hành bypass vô menu rồi. Bypass giữ lại bắt pen nha các bạn. Này iPhone 7 bypass giữ lại bắt pen thì mình phải xài sim pin ha. Thì trên kênh mình cũng có làm khá là nhiều video hướng dẫn các bạn bypass á, thì rảnh các bạn xem. Thì giờ mình ghim vô máy tính á, mình coi nó nhận máy đâu đầy đủ chưa, mình tiến hành gyrate red ra. Ngày phần 7 là 15.7.5, tình trạng chưa gyrate red. Thì link mình gửi các bạn, mình đóng gói sẵn cho dễ hiểu dễ tải nè. Đó mình tải về những cái file này hết. Cái file tạo USB boot, rồi này là Windows 64 bit, Windows 32 bit đầy đủ. Rồi tải về đó, rồi mình cài cái Blender để chơi trước để mình tạo USB boot nha. Rồi mở cái Blender lên nè. Mình tạo USB boot thì mình cần một cái USB hoặc là thẻ nhớ tối thiểu 2GB là được rồi các bạn. Cái file này là file ISO, nó khá là nhẹ ha. Nó nhẹ hơn những cái file mà mình tạo cái USB mà để chạy ren USB thì nó nặng hơn. Thì Windows 64 bit thì mình chọn file 64 bit nè. Rồi mình chọn cái đến cái USB nãy mình ghim vô á. Các bạn coi nhiều ổ USB thì các bạn nhớ chứ để chọn lộn mà nó mất sạch cái data trên USB nha. Cái này nó tạo USB boot khá là nhanh. USB boot thì các bạn tạo cái nào quen thì các bạn tạo thôi. Này nó khá là đơn giản không? Khi tạo xong á thì mình tắt máy khởi động lại, vô cái menu boot á, mình chọn cái USB mình mới tạo á, để mình chạy cái Blender nha. Rồi tắt những cái tab hết, khởi động lại máy. Thì tùy theo mà cái máy tính của các bạn là hiệu gì á, thì nó sẽ có cái phím tắt vô menu boot khác nhau ha. Máy tính của mình là Gigabyte thì phím tắt là F12. Rồi mình đợi cái giao diện menu boot nó hiện lên á, mình chọn USB của mình nha. Rồi USB của mình nè, chuẩn UEFI nha các bạn. Rồi chọn xuống, điều hướng xuống, chọn cái USB là nó vô cái giao diện Blender. Thì cái ô đầu tiên là mình chọn cái Blender nè. Khi chọn Blender á thì nó có cái lệnh là chữ F bên góc trái nè. Các bạn để ý nha, những cái câu lệnh đó. Rồi này chế độ switch, mình làm full thì mình chọn root full, còn gyrate để bypass thì chọn root left ha, tùy theo anh em. Rồi một option nè, các bạn để trong này một đồ bum á thì nó sẽ tự tích sẵn nè, tự chọn sẵn nè. Rồi có những đồ ổ đi ảo dành cho những dòng cao nè. Mình nhấn phím cách trên cái bàn phím á để chọn enter để là thực thi cái lệnh nha các bạn. Cái này cái tool ghi khá là rõ ha. Rồi ô số 1 là tạo ổ đi ảo nè, những cái dòng cao á thì mình chọn ô số 1. Còn những cái dòng thấp thấp á mình chọn ô số 2 ha, chạy chế độ blink được rồi các bạn. Đó khi chọn chế độ blink mình để ý nha, bên góc trái nó hiện như F nè, B, V nè. B là chắc chế độ blink, còn V là V boot đó. Rồi để nó cái câu lệnh nó thực thi các bạn. Rồi mình bấm enter. Rồi nó sẽ tự động đưa cái máy vô chế độ recovery á. Các bạn để ý nha, mình làm cái này thì mình để ý cái câu lệnh chơi cái hệ gyrate á, nói chung về lâu về dài á thì mình thực thi cái lệnh nào thì mình hiểu cái lệnh đó nó có tác dụng như thế nào nha các bạn. Để sau này nếu mà nó có lỗi á thì mình biết mà mình gỡ lỗi ăn. Chứ nhiều lúc các bạn làm theo cái kiểu mà hướng dẫn kêu bấm này bấm bấm kia bấm á, thì nhiều lúc nó lỗi mình cũng không biết xử lý từ đâu thì nó khá là phiền hà. Rồi khi đưa vô chế độ depo thành công á thì cái những cái câu lệnh á, trên cái trong cái Blender á thì nó sẽ chạy ha. Nó chạy xong nó sẽ báo với mình nè, đang boot nè, vui lòng đợi 5 phút. 5 phút để nó tạo cái ổ đi ảo các bạn. Chạy chế độ blink này thì nó tạo ổ đi ảo trên cái bộ nhớ của cái
Điện thoại mình khá là ít ha, chưa tới 2GB. Rồi khi mà chạy xong chờ máy boot lên đó, mình trở lại chế độ Blender, mình không có chọn cái chế độ Blin nữa ha, không có chọn chế độ ổ đi ảo ha. Thì những cái câu lệnh nó ghi khá là rõ này. Thì mình đợi thôi. Đợi 5 phút. Đợi 5 phút à. Nhưng mà lúc mà nó báo chờ 5 phút hay là bao nhiêu phút, 10 phút ở trong chế độ Root Full đó, thì mình để nha, trên cái điện thoại nó sẽ hiện cái câu nhìn kỹ là nó báo là 5 phút hay là 10 phút thì nó mới thành công được. Đây nè, giờ mình để shift ra cho các bạn coi cái câu lệnh nó nói hết ý nè. Này khi cái máy khởi động lên á, mình trở lại về cái tab Blender, không có chọn chế độ Blin, không có chọn chế độ audio ảo nè. Rồi tiến hành ra reset lại lần nữa, nó ghi rõ ràng nha. Rồi nó lên nè các bạn. Nó lên lại menu nè. Nhưng mà lên lại menu thì nó chưa có Blender đâu. Cái này thì nó mới tạo ổ đi ảo thành công. Rồi bấm Enter mình thoát ra. Vô lại Blender. Khi này các bạn để nó vẫn còn cái câu lệnh nè. FPV các bạn lỡ bấm Start đó là nó không được nha. Các bạn nhớ nha. Để cái câu lệnh nha. Rồi bấm vô Option nè. Coi như là mình không có chọn gì hết á. Mục số 7 á. Mục số 7 Debum á. Là nó sẽ mặc định nó chọn rồi. Trong này không có chọn gì, các bạn bấm Enter cái đó, các bạn nhìn bên góc trái nè, nó không có cái lệnh Blin nữa ha. Rồi khi đó là mình Start được, nó vô lại chế độ Recovery. Khi vô chế độ Recovery á thì mình Enter vô chế độ DFU là nó ra reset cho mình một lần nữa ha. Hồi nãy cái bước đầu tiên là dạng như nó tạo cho mình cái ổ đi ảo thôi các bạn, để hệ thống nó tạo cái ổ đi ảo để nó tiến hành ra reset á. Vô chế độ DFU nè. Khi vô chế độ DFU thành công thì những cái câu lệnh nó sẽ thực thi. Rồi nó báo cái gì trên câu lệnh đó, người ta nói cho dễ hiểu là dạng như là nó ghi rõ ràng hết ha. Rồi các bạn đợi nó boot kernel thành công là cái máy nó khởi động lại. Cái bước số 2 này mình làm khá là nhanh nha các bạn. Chế độ Root Full nè. Rồi mình đợi cho nó lên, đợi khởi động lên đó, nó sẽ có cái Blender. Rồi mình cài những cái app, những cái suột gì hay những cái thread gì mình thích ra. Đợi xíu, cái này mình đợi xíu. Nếu mà mấy các bạn có ổ cứng nhiều á thì nên chọn cái chế độ tạo đi ảo số 1 ha. Đó, Blender có nè các bạn. Rồi mình khởi động lại máy tính được rồi. Khi có Blender á là máy để ra reset thành công à. Rồi mình ở trong Blender mình cài đặt cái CLeo. Cài đặt CLeo rồi bắt đầu mình cài những cái app, những cái suột á. Để mình cài những cái switch mình tùy biến cái máy của mình hả. Cái này nếu các bạn ra reset từ thời xưa á, Win 4, Win 5 á, thì các bạn hiểu cái cách chơi ra reset này ha. Khá là hay. Tùy biến cái điện thoại iPhone nó có những cái thêm, rồi cái âm cuộc gọi, rồi những cái tùy biến rất là hay. CLeo cài thành công nè. Khi cài thành công CLeo thì mình vô mình update nha, cái CLeo, những cái app trong cái CLeo hết nha các bạn. Mình đợi cái này thì tùy theo mạng nhanh hay chậm nó chạy khá là lẹ. Đây mình để cho các bạn một số cái nguồn khá là quen thuộc. Cái đây mình tổng hợp những cái nguồn nào mình thấy nó hay, mình test thành công thì mình chia sẻ cho các bạn. Cái nguồn này đầu tiên là chút nữa mình cài cái CDA nè. Rồi mình ép cái suột vô để mình cài cái CDA trước ha. Cái nguồn cài CDA hình như của một bạn nào trên Facebook á, khá là nổi tiếng trong cộng đồng Jared. Thì thông qua clip này thì mình cũng cảm ơn bạn ha, để chia sẻ cho anh em những cái nguồn khá là hay. Rồi mình ép vô một cái suột, mình cài cái CDA trước, rồi mình cài những cái suột mà tùy biến dạng đồng hồ, rồi barrel, rồi thêm chủ đề, rồi hành động gì đó các bạn, khá là nhiều ha. Rồi ép suột thành công rồi, rồi vô là mình search cái chữ CDA, cài đặt cái CDA cho nó. Các bạn bấm vô, bấm get, rồi bắt đầu bấm cài đặt, nó cài đặt khá là nhanh các bạn. Cái này thì nói chung mình Root Full đó, là cái máy mình hầu như chạy chế độ Jared là thấy bao ngọt luôn. Rồi nó cài CDA thành công rồi các bạn.
Cùng mình đợi coi thử nó có chưa ha. Ô ngon lành luôn các bạn ơi, Sirea nè. Rồi thấy biểu tượng Sirea này nhớ cái thời mà 55S á, mình tiến hành Jared mà đợt đó thì mấy cái dòng iOS cũ hồi xưa thì mình Jared nó full lên nha các bạn. Jared khởi động lại đồ bình thường. Giờ iOS phát triển nhiều quá thì hầu như Jared là tắt máy khởi động lại thì mình phải làm lại ha. Rồi mình ép thêm những cái sự cần thiết á, rồi mình cài những cái tùy biến trên điện thoại của mình. Ngày khi mình ép sụt thành công nè, giờ mình bắt đầu mình cài cái barrel trước. Barrel là chế độ lướt qua lướt lại màn hình menu, nó sẵn theo ý của mình đó các bạn. Đó có barrel nè. Khi cài rồi nó nằm trong cài đặt ha, trong màn hình menu hoặc là trong cài đặt, nó có những cái tùy chọn các bạn chọn cái chế độ của barrel nè. Khi cài xong những cái switch á, mình nhớ rep pin lại nó một cái nha các bạn. Vô Blender rep pin lại nó một cái, giống như là làm mới trên máy tính á, fresh á. Đó đó, nó sáng nè, các bạn thấy nó đẹp mắt không? Không, hơi bị phê nha các bạn, hơi bị phê ha. Rồi tiếp tục vô Sirea nè. Mình cài cái này là kiểu hình nền mà nó trong suốt trong cài đặt á các bạn. Khi nào có những cái suột mới hay là những cái nguồn mới á thì mình sẽ tổng hợp, mình chia sẻ cho anh em thêm ha. Rồi các bạn xem video cảm thấy hay kết thì like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình. Xin chào, cảm ơn các bạn. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay.
Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray.